Xin chào các bạn, cô giáo Trang Elena từ Idol English đây. Và ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để học tiếng Anh qua bài hát. Theo các bạn, khi mà mình nói đến cái từ học tiếng Anh qua bài hát thì mình sẽ học ra cách nào? Chỉ là hát theo lời người ta hay sao? No, hôm nay cô sẽ gợi ý cho các bạn 3 cách nha. Cách số 1 đó là học theo kiểu lười. Ai ở đây lười thì dành cho bên dưới đây xem nào. Ok, học theo kiểu lười ấy thì các bạn chỉ cần chọn một bài hát mà mình yêu thích nhất và các bạn nghe đi nghe lại đến nó và không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì cả. Khi các bạn nghe đủ nhiều, nó sẽ có một cái sự thôi thúc bên trong là mình muốn hát đấy, mình muốn hát theo ca sĩ, mình muốn thuộc bài đấy. Và khi lúc nào mà các bạn thấy sự thôi thúc đó thì mình mới bắt đầu tải lời và mới bắt đầu học và hát theo bài hát đó. Và nếu mà mãi chả thấy thôi thúc thì thôi, đấy là học theo kiểu lười. Kiểu số 2 đó là học theo kiểu có kế hoạch. Ai ở đây là những người mà luôn luôn làm việc theo kế hoạch nào? Cũng comment xuống cho cô xem nhé. Học theo kiểu có kế hoạch đó là các bạn sẽ lên kế hoạch cho mình. Ví dụ như là một tuần mình sẽ học một bài hát và các bạn lên list sẵn trong khoảng 3 tháng mỗi tuần mình sẽ học bài hát gì từ thấp cho đến cao. Và sau đó các bạn hãy tải lời của nó xuống. Nếu như bạn nào kỹ tính thì có thể là gạch bỏ đi một vài cái từ ở trong cái lời đấy để khi mà mình nghe mình có thể điền vào đó, và sau đó là mình in một tệp như này và cứ mỗi tuần thì mình lấy một tờ ra, mình nghe, mình học hát theo và tra các từ vựng cấu trúc ở trong đó. Rồi, và bây giờ là cách số 3 đó là học theo kiểu công nghệ. Ai ở đây yêu thích công nghệ nào? Ok, ai yêu thích công nghệ thì comment xuống bên dưới nha. Học kiểu công nghệ có nghĩa là chúng ta sẽ học trên máy tính hoặc là trên điện thoại hoặc là trên iPad. Chúng ta sẽ vào những cái trang web, ví dụ cô sẽ gợi ý cho các bạn một vài trang web như là lyricstraining.com hay là voca.vn hay là lời dịch.com, lờidịch.com. Thì đấy là những cái trang web mà nó sẽ cho phép chúng ta có thể nhìn lời tiếng Anh và tiếng Việt cùng một lúc để hát cùng ca sĩ. Hoặc là có những trang web thì nó sẽ giúp cho chúng ta đó là nghe và nó để sẵn chỗ trống, mình chỉ cần điền vào trên máy tính mà thôi. Và sau khi mình điền xong, mình học xong thì mình sẽ nghe và hát theo ca sĩ thôi. Đó, thì đấy là ba cách dành cho những người nào mà đang mong muốn học tiếng Anh qua bài hát. Hãy thử nghiệm càng nhiều cách càng tốt. Và nếu như có cách gì mới thì hãy comment xuống bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ hãy like, subscribe và share video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye.